Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi. Sau khi tìm hiểu về những tài sản và lợi ích nghìn tỷ của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, người đã quyết bác bỏ mọi căn cứ kháng nghị để quyết y án tử hình với Hồ Duy Hải. Chúng tôi tiếp tục phanh phui một phần nhỏ những căn cứ về thế lực và lực lượng, một gương mặt sáng giá trong cuộc vào Bộ Chính trị kỳ đại hội lần thứ 13 này để quý vạn đọc cùng tham khảo. Có lẽ một mạng người Hồ Duy Hải vẫn còn là quá nhỏ bé trong những lợi ích chằng chịt mà ông Nguyễn Hòa Bình nắm giữ trong con đường quan lộ của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đã nắm cả 3 chức vụ điều tra, truy tố và nay là xét xử trong suốt quá trình 13 năm giải quyết án oan Hồ Duy Hải. Khi vụ án đang điều tra thì ông là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra của Bộ Công an. Ông làm ngơ để việc cấp dưới đem dao thớt ở chợ về làm vật chứng. Khi làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông bác bỏ kháng nghị vụ án. Nay ông làm chánh án của Tòa Giám đốc thẩm, ông tiếp tục bỏ qua mọi thứ căn cứ lùng củng, thiếu thuyết phục để buộc Hồ Duy Hải phải chết. Đầu tiên phải nhắc tới độc giả về nội dung chưa đến 100 tỷ trong bài trước, chỉ là số vốn đăng ký ban đầu để làm mồi. Bắt đầu từ đó, tiền nghìn tỷ mới vào ào ào đổ vào túi của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình mới là tiền thật. Trong số các dự án lớn của Nguyễn Tuấn Anh tại quê nhà Quảng Ngãi, phải kể đến hai dự án lớn có tổng vốn đầu tư từ vài trăm tỷ cho tới cả nghìn tỷ đồng với sự góp vốn chính trị là chủ yếu từ ông bố Nguyễn Hòa Bình. Hồi đó đang làm phó bí thư đến khi làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giờ là bí thư Trung ương Đảng, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đó là các dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi và khu đô thị An Phú Sinh. Và hãy xem quá trình đầu tư và triển khai các dự án này của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình như thế nào. Về dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi. Đây là hình ảnh dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi có giá trị đầu tư tới 458 tỷ đồng, tức là gần nửa nghìn tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp cho một công ty liên doanh có vốn sở hữu chỉ có 6 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình. Phần trang 1 và trang 2 của giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp vào ngày 12 tháng 4 năm 2010 cho liên doanh 3 công ty nhưng đều do Nguyễn Tuấn Anh và gia đình ông Nguyễn Hòa Bình điều hành. Hình ảnh giấy chứng nhận đầu tư trang số 3 và 4. Tiếp theo là ảnh giấy chứng nhận đầu tư trang 4 và 5. Vào tháng 4 năm 2010, công ty cổ phần đầu tư Thiên Ấn, tên viết tắt là TAI của Nguyễn Tuấn Anh, mượn danh nghĩa hai công ty khác là công ty bất động sản Tầm nhìn mới và công ty Việt Tre Việt để hợp thức hóa liên doanh đầu tư. Từ đó, Nguyễn Tuấn Anh vẽ ra công ty cổ phần Thiên Ấn Holding, viết tắt là TAH, với vốn điều lệ 6 tỷ đồng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng nhận đầu tư số 3410. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2010, để TAH thực hiện dự án xây dựng khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi tại phường Nghĩa Chánh, trung tâm thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng trên tổng diện tích 89.728 m2. Điều hỗn hào với luật pháp nhà nước là dự án này rất lớn, lên tới gần nửa nghìn tỷ đồng, tức là 458 tỷ đồng tại trung tâm thành phố, mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lại sẵn sàng cấp phép đầu tư cho liên doanh với vốn sở hữu chỉ có 6 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình. Phần còn lại có lẽ từ vốn vay, vốn huy động, đầu tư thứ cấp 389,75 tỷ đồng và phát hành trái phiếu 62,25 tỷ đồng. Đây là hình ảnh con trai lớn của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Tuấn Anh và bạn gái. Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983 là con trai lớn của ông Nguyễn Hòa Bình. Năm 2001 tốt nghiệp phổ thông trung học, Nguyễn Tuấn Anh học lớp tiếp một năm ngành công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đó là vào năm 2002. Sau đó được bố thu xếp cho một suất du học tại Anh Quốc. Vào năm 2006 tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Chính trị London, Anh Quốc, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được đài thọ xuất học thạc sĩ tại Đại học Nottingham rồi về nước gia lập gia đình cùng với Hoàng Minh Thủy và bắt đầu cùng bố Nguyễn Hòa Bình xây dựng sự nghiệp kinh tế ở quê nhà Quảng Ngãi. Vào năm 2018, Tuấn Anh lấy bằng tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng sau khi bảo vệ luận án ở Đại học Kinh tế Hà Nội. Đây là hình ảnh Nguyễn Tuấn Anh trong thời gian du học tại Anh Quốc. Điểm rơi thuận lợi
của Nguyễn Tuấn Anh là cùng thời gian bắt đầu khởi nghiệp, bố Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tức là tháng 5 năm 2008. Cũng như Vũ Chí Hùng, con rể của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chỉ với hai bàn tay trắng và vốn chính trị của bố Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Tuấn Anh lập tức mở hàng loạt các công ty đầu tư tại tỉnh nhà Quảng Ngãi. Thế là tự nhiên hàng loạt các dự án lớn rơi vào tay gia đình ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình. Điểm lợi hại của cha con Nguyễn Hòa Bình là không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào, mà tất cả được quản lý bởi những người thân tín bên gia đình xui ra, ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, là bố ruột của Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh. Đây là hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của Nguyễn Tuấn Anh, con trai viện trưởng của Nguyễn Hòa Bình, và Hoàng Minh Thủy, con gái họa sĩ Hoàng Đăng Định. Tiếp theo là hình ảnh họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, vốn là một họa sĩ tương đối nổi tiếng về nghệ thuật. Suốt ngày chỉ viết vẽ nhưng bị Nguyễn Tuấn Anh cho đứng tên thay nhiều doanh nghiệp. Tiếp theo là dự án khu đô thị An Phú Sinh. Đây là hình ảnh khu đô thị An Phú Sinh với diện tích đất hơn 50 hectare, vốn đầu tư hiện nay khoảng 1.700 tỷ đồng. Vào năm 2015, cả hai dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi và khu đô thị An Phú Sinh được tỉnh Quảng Ngãi đều bị điều tra chính phủ vạch ra sai phạm vì giao đất không đúng quy hoạch. Nhưng công cuộc chống tham nhũng có lẽ chỉ làm cho có với vài bài báo lẻ tẻ rồi im luôn, bởi thế lực của ông Nguyễn Hòa Bình vẫn đang lên như diều gặp gió. Về danh nghĩa, công ty MTV bất động sản của Thiên Bút có chủ sở hữu là công ty cổ phần TAK, nhưng trụ sở đặt tại 97 khu dân cư Bà Triệu, thành phố Quảng Ngãi. Cả hai công ty này đều có địa chỉ trụ sở trùng với địa chỉ của công ty cổ phần đầu tư Thiên Ấn. Nhưng đó cũng chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Điều kỳ lạ nhất là công ty cổ phần đầu tư TAK, mẹ của công ty Thiên Bút, cũng chỉ mới thành lập trước đó có 4 ngày. Đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần TAK ghi ngày thành lập là 25 tháng 4 năm 2011, trong khi công ty Thiên Bút thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2011. Chưa hết, công ty cổ phần đầu tư TAK có vốn điều lệ rất khiêm tốn, chỉ 7,2 tỷ đồng mà thôi. Trong đó, công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân góp 3 tỷ 528 triệu đồng và cá nhân Hoàng Minh Thủy, người nắm vị trí tổng giám đốc, góp 2%. Cần lưu ý, tổng giám đốc Hoàng Minh Thủy có hộ khẩu thường trú tại số 352 tổ 47 Láng Thượng, thành phố Hà Nội và là con của ông Hoàng Đăng Định, bà Nguyễn Thị Hằng, những người chủ nhân của công ty cổ phần đầu tư Thiên Ấn với khu dự án liên hợp bến xe Quảng Ngãi. Như vậy, bằng cách tổ chức hệ thống doanh nghiệp tới cấp bà và cháu, gia đình của ông Hoàng Đăng Định, bà Nguyễn Thị Hằng đã thần tốc được giao hai dự án nhất nhì thành phố Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Phần vốn góp lớn nhất trong hệ thống doanh nghiệp của gia đình này là một pháp nhân đến từ Singapore, một thiên đường thuế. Đó là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vào thời gian tới. Nguồn tiền ở đâu và công ty Singapore này như thế nào đã cấp tiền cho dự án này? Đây là hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty một thành viên bất động sản Thiên Bút của gia đình ông chánh án Nguyễn Hòa Bình. Được cậu con trai Nguyễn Tuấn Anh thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Sau khi được vị trí bí thư tỉnh ủy, một mặt ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tung ra nhiều dự án bất động sản mời gọi đầu tư, mặt khác thì chỉ đạo con trai Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị hứng các dự án này. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 3 năm 2011, ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành thông báo số 108 TBTU về việc triển khai dự án trên lô đất rộng 42,64 ha thuộc phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dũng, trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đúng một tháng sau, ngày 29 tháng 4 năm 2011, con trai Nguyễn Tuấn Anh mở công ty Thiên Bút, và chỉ hơn một tháng sau nữa, vào ngày 9 tháng 6 năm 2011, Thiên Bút đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vội vàng cấp giấy chứng nhận số 34121000097 để thực hiện dự án phát triển khu đô thị An Phú Sinh tại lô đất trên với tổng vốn lên tới 972 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn sở hữu của Thiên Bút cũng chỉ có 6 tỷ đồng mà thôi. Phần còn lại là vốn huy động. Đây là một câu hỏi và tiếp tục số tiền này sẽ được truy soát. Đây là hình ảnh giấy chứng nhận đầu tư khu dự án An Phú Sinh có trị giá đầu tư tới 972 tỷ đồng. Tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty Thiên Bút với vốn sở hữu chỉ có 6 tỷ đồng của gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình. Hiện nay, dân oan kéo về Trung ương khiếu nại vì mất đất, mất ruộng. Một số báo chí đã lên tiếng
nhưng rồi cũng dần dần bị lãng quên. Trong khi chính quyền tỉnh đe dọa sẽ thu hồi 23 dự án chậm tiến độ, nhưng kỳ lạ là ưu ái kêu gọi đầu tư cho hai dự án chậm tới 3 đến 4 năm của ông Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình. Một sự thật khôi hài là vì tham lam muốn cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực hiện, nên gia đình của ông Nguyễn Hòa Bình đã bị mắc nghẹn. Nhưng vì vốn chính trị quá lớn nên được Quảng Ngãi đặt cách, song song với việc chủ động kêu gọi đầu tư cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, thì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xé lẻ cấp sổ đỏ cho từng khu đất thuộc hai dự án trên để biến thành tài sản riêng của gia đình. Gần đây nhất là vào ngày 27 tháng 12 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 6058 UBND. Từ các dự án đầu tư gần như không có vốn, các lô đất tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi được chính quyền xé lẻ lần lượt cấp cho gia đình ông Nguyễn Hòa Bình một cách rất hợp pháp bằng quyết định số 6058 UBND CNXD. Đây là hình ảnh trang cuối của giấy chứng nhận đầu tư và quyết định số 6058 UBND CNXD vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty Thiên Bút chấp thuận cấp sổ đỏ đất thổ cư cho 132 lô đất. Như vậy, theo quyết định này, nộp ngân sách là 1,18 tỷ đồng mà thôi. Thiên Ấn đã được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho 3.346m2 thuộc dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi. Nộp ngân sách có 11,12 tỷ đồng, Thiên Bút đã được cấp sổ đỏ cho phần đất rộng 22.416m2 thuộc dự án khu đô thị An Phú Sinh. Cả hai lô đất trên đã được Nguyễn Tuấn Anh phân lô bán nền, cụ thể như sau. Khu đất thuộc dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi, Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 173 lô, gồm các khu N1.1 26 lô trị giá 19 tỷ, N1.2 70 lô trị giá 51,4 tỷ, N1.3 35 lô trị giá 36,9 tỷ, N1.4 32 lô trị giá 29,6 tỷ, N1.5 10 lô trị giá 5,6 tỷ. Tổng giá trị các lô giao bán là 142,6 tỷ đồng. Như vậy, riêng dự án này, gia đình của ông Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất là 141,82 tỷ đồng. Khu đất thuộc dự án khu đô thị An Phú Sinh, Nguyễn Tuấn Anh phân chia thành 254 lô, gồm các khu N11 33 lô trị giá 34 tỷ đồng, N12 40 lô trị giá 23 tỷ đồng và rất nhiều các lô khác nữa trị giá hàng chục tỷ và nhiều chục tỷ đồng. Tổng giá trị các lô này đã được định giá là 207,39 tỷ đồng. Riêng dự án này, gia đình của ông Nguyễn Hòa Bình đã thu về được ít nhất là 196,27 tỷ đồng. Như vậy, với riêng quyết định này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, bí thư khi lúc đó đang còn làm bí thư, xem như đã cướp không đất của tỉnh nhà, nói cho đúng là cướp không đất của người nghèo để phân lô, giao bán ra ngoài với danh nghĩa các công ty đầu tư Thiên Ấn, Thiên Bút, thu lợi bất chính với 337,64 tỷ đồng. Cứ theo lần này, xé lẻ sổ đỏ, hợp pháp hóa như thế, thì sau khi làm thịt xong hai dự án trên, gia đình ông chánh án Nguyễn Hòa Bình vơ vét được từ vùng quê nhà vốn được xem là tỉnh nghèo này lên đến con số hàng nghìn tỷ đồng cũng là chuyện đương nhiên. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2020 với bản tin những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.